Xin chào quý vị, hôm nay là ngày 7 tháng 2 năm 22. Hôm bữa giờ thì Ngọc thấy có một số cái câu hỏi liên quan đến cái việc là khai thuế những cái tiền mà mình nhận từ bên SBA, ví dụ như là cái tiền 9.000, tiền 5.000 EIDL Grant nè, rồi cái tiền EIDL loan, rồi cái tiền PPP loan, những cái phần tiền đó thì Ngọc hay chia sẻ trong cái kênh của Ngọc trong những cái thời gian qua. Nhưng mà dạo gần đây thì Ngọc không có theo dõi những cái chương trình này cặn kẽ. Thì có những cái câu hỏi liên quan như vậy thì Ngọc xin trả lời để quý vị tham khảo. Bản thân Ngọc thì Ngọc không phải là CPA, Ngọc không có license về thuế nha quý vị nha. Ngọc là tìm hiểu thông tin và Ngọc chia sẻ để chúng ta tham khảo thôi, chứ không phải là những cái lời khuyên về luật thuế. Tại vì luật thuế nó khá phức tạp và nó sẽ tùy theo mỗi cái hồ sơ. Và ngoài ra thì Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị về cái lịch gửi tiền thực phẩm khẩn cho tháng 2 của năm 2022 của 7 tiểu bang mới nhất. Như vậy thì hôm bữa trước Ngọc chia sẻ 19, rồi 5, rồi bây giờ thêm 7 nữa quý vị nha. Rồi bây giờ thì Ngọc xin chia sẻ những cái nội dung chính và Ngọc hy vọng là quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của Ngọc bằng cách like, share và đăng ký kênh. Đối với cái việc mà đóng thuế năm 2021 tax return thì mình có đóng thuế cho những cái số tiền mà mình nhận từ PPP loan, rồi mình nhận từ EIDL loan, rồi EIDL grant. Thì cái phần này á, Ngọc có đi tìm hiểu một số cái thông tin rồi. Và Ngọc xin trả lời cái câu hỏi này như sau. Những cái tiền mà quý vị lãnh từ SBA, PPP loan, EIDL loan, EIDL grant thì nó không phải là cái business income. Nó không phải là cái gross receipt, nó không phải là cái gross revenue, nó không phải là cái gross sale của mình và nó không phải là taxable income, cho nên là chúng ta không cần phải đóng thuế trên những cái số tiền này. Thì cái tiền PPP loan này quý vị có thể là quý vị đã xin forgiveness và đã được xóa nợ rồi. Thì cái số tiền khi mà đã được xóa nợ thì nó sẽ trở thành income của mình. Nhưng mà cái này nó không có phải là taxable income quý vị nha. Không phải là taxable income. Nhiều khi người ta sẽ gọi đây là tax exempt income. Cho nên là cái này nói tóm lại là không có cần phải đóng thuế trên cái số tiền này. Cái tiền EIDL loan cũng vậy. Cái tiền mà quý vị mượn với cái lãi suất là 3.75% trong vòng 30 năm đó quý vị. Nếu như tổ chức phi lợi nhuận thì lãi suất nó giảm xuống. Thì cái phần tiền này quý vị cũng không có cần phải đóng thuế cho cái phần tiền EIDL loan này. Và cái tiền EIDL grant thì quý vị cũng không cần đóng thuế luôn. Quý vị nhớ là cái tiền EIDL grant cái đợt đầu của cái gói cứu trợ đầu tiên á, là quý vị nhận được là 10.000 tổng cộng, nhưng mà đa số là nhận được 1.000. Nếu như mà một nhân viên thì 1.000, một người là 1.000 đó quý vị. Đó, thì rất nhiều anh chị cô chú nhận được 1.000 cái phần đó. Nhưng mà trong năm 2021 này nè, quý vị nhận hai cái phần đó là 9.000 còn lại. Và thêm một cái nữa là 5.000. Thì những cái phần này mình cũng không có cần phải đóng thuế trên những cái số tiền này. Rất là nhiều anh chị em mà mình chạy Uber, lại lấy Lyft, chạy taxi, rồi mình làm những cái công việc mà 1099 nè, làm nail, thì cũng có nhiều anh chị em đã lãnh được 1.000 của cái đợt trước, rồi thêm 9.000 của năm 2021 này, rồi cộng thêm 5.000 nữa. Thì nếu như quý vị có thắc mắc về những cái chương trình này thì quý vị có thể xem lại những cái video cũ, nhưng mà những cái chương trình này thì hiện giờ đã hết hạn rồi quý vị ha. Thì nói chung á là tất cả ba cái chương trình mà Ngọc hay chia sẻ của SBA á thì chúng ta không cần phải khai thuế. Nó không phải là cái income của cái business của mình, nó không phải là taxable income, nó không phải là cái gross revenue của mình, cho nên là quý vị để ý những cái phần này nha. Còn nếu như quý vị khai á thì nhiều khi quý vị khai không không có đúng á, thì nhiều khi mình phải đóng thuế trên những cái phần tiền đó thì nó thiệt thòi cho mình thôi. Còn nếu như cụ thể hơn cho những cái trường hợp cụ thể mình khai làm sao, tại vì PPP EIDL loan là nó liên quan đến cái business, cái mô hình kinh doanh, ví dụ S corp, C corp, LLC vân vân, thì cái đó nó đi sâu vào cái chuyên ngành về thuế, cho nên là Ngọc xin phép Ngọc không có
bước qua những cái vấn đề chuyên sâu mà Ngọc nghĩ rằng nó khá phức tạp, và bản thân Ngọc nghĩ Ngọc không có đủ kiến thức để chia sẻ cho quý vị sâu vào những cái việc là khai thuế, những cái mô hình đó. Cho nên là quý vị xem tham khảo, và quý vị có thể là hỏi những cái người khai thuế cho mình. Nhiều khi quý vị có business thì quý vị đã có CPA, những người họ bookkeeping, bookkeeper, họ làm việc quý vị suốt năm rồi. Cho nên là những cái câu hỏi đó, hoặc là quý vị có thể là ra dịch vụ thuế, họ sẽ tư vấn cho mình những cái điều này. Thì khi mà quý vị hỏi, Ngọc, hồi giờ Ngọc chia sẻ những cái chương trình này suốt cái thời gian mùa dịch, cho nên là Ngọc cũng muốn trả lời cho quý vị để quý vị tham khảo. Như vậy thì đối với cái chương trình PPP á, thì quý vị sẽ có những cái việc là xóa nợ PPP nè. Thì xóa nợ PPP, cái tiền mà mình đã được xin xóa nợ rồi, nó thuộc cái tiền của mình rồi, thì mình cũng không có cần phải đóng thuế cái phần đó ha. Và cái tiền mà EIDL Grant quý vị nhận được á, thì quý vị sẽ không cần phải trả lại luôn. Cái đợt đầu tiên quý vị nhớ là PPP Forgiveness là người ta trừ cái phần 1.000 cái từ cái EIDL Grant trừ ra, bắt mình trả lại cái phần đó, còn lại là forgiveness. Ví dụ như là mình nhận là 11.000 từ cái tiền PPP thì và mình nhận 1.000 từ cái EIDL Grant thì người ta bắt mình là trả lại 1.000, còn số nợ là 10.000 tối đa thôi. Nhưng mà kể từ khi cái gói cứu trợ, như là gói cứu trợ được 2, được 3 ký thì người ta không có, Ngọc không, tự nhiên bây giờ không nhớ rõ là đợt nào, nhưng mà đại khái là người ta thay đổi rồi quý vị. Những cái tiền EIDL Grant là hoàn toàn quý vị không có cần phải trả lại quý vị nha, không cần phải đóng thuế, không cần phải trả lại luôn. Thì đó là một số điều mà Ngọc xin cập nhật cho những cái chương trình của SBA. Ngoài ra thì Ngọc muốn chia sẻ về cái lịch gửi của tháng 2 năm 2022 cho cái chương trình thực phẩm khẩn EA. Thì đây là một số cái tiểu bang, và hôm bữa trước có một anh chị nào đó hỏi Ngọc về tiểu bang Texas, thì Texas đã có lịch gửi rồi, Cali thì vẫn chưa có quý vị nha. Chương trình này quý vị không cần phải apply gì cả. Những ai mà lãnh chương trình SNAP, Food Stamp hay là CalFest ở Cali thì quý vị được lãnh cái chương trình bổ sung này, đó là cái chương trình EA thực phẩm khẩn, nó khác với lại PEBT nha quý vị nha. Đó thì mỗi tháng như vậy quý vị có thể lãnh thêm là 95 đồng hoặc là trăm mấy, 200 mấy tùy theo hồ sơ. Thì hôm bữa trước Ngọc có chia sẻ những cái tiểu bang này rồi, bao gồm những cái tiểu bang tô vàng luôn. Thì hôm nay Ngọc xin phép chia sẻ những cái tiểu bang tô vàng như sau: Georgia, Illinois, Kentucky, New Hampshire, Pennsylvania và Texas. New Mexico thì Ngọc thấy trong danh sách này, nhưng mà khi Ngọc bấm vào á thì nó lại không có đưa lên cái lịch gửi của tháng 2, cho nên tạm gọi là New Mexico chưa có nha quý vị nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ngọc sẽ chia sẻ cho quý vị 6 tiểu bang mới. Thì bây giờ Ngọc sẽ đi chia sẻ trước tiên là tiểu bang Georgia nha quý vị nha. Georgia thì ở đây người ta nói rằng cái chương trình thực phẩm cẩn sẽ được gửi ra những cái ngày như sau: 24 tháng 2, 25 tháng 2, 26 tháng 2 và 28 tháng 2. Và mỗi tháng như vậy Georgia chi cho cái chương trình EA này là tới 118 triệu, rất là nhiều tiền đúng không quý vị, chỉ cái chương trình EA thôi đó, chứ còn ngoài ra SNAP rồi những cái chương trình khác, trời ơi, một tháng chi ra rất là nhiều. Rồi bây giờ Illinois thì người ta lúc nào cũng có những cái lịch gửi dài như vậy, tùy theo cái case number của mình. Nếu như case number bắt đầu từ 1 đến 4 thì cái lịch gửi là ngày 20 tháng 2, và cứ những cái case number khác 5 đến 9 thì từ 21 tháng 2, rồi tiếp tục người ta sẽ gửi vào 23, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, như vậy là bắt đầu kể từ ngày 20 quý vị nha. Đó. Rồi tiểu bang Kentucky. Kentucky thì người ta nói rằng là bắt đầu từ ngày 2 tháng 2 cái chương trình EA này thì sẽ gửi ra từ ngày 2 đến ngày 19 tháng 2. Như vậy là người ta bắt đầu từ ngày 2 tháng 2 và sẽ kết thúc vào ngày 19 tháng 2. Nếu như mà hồ sơ của mình mới được chấp thuận thì nó trễ hơn một chút xíu, người ta sẽ gửi sau cái ngày approval quý vị ha. Rồi, Kentucky sao thấy ít quá ha. Kentucky người ta chỉ chi ra 51 triệu mỗi tháng thôi, so với những cái tiểu bang khác thì ví dụ như Georgia tới 118 nè, Kentucky thì ít hơn. New Hampshire
New Hampshire thì cũng ít, 6,6 triệu. New Hampshire thì người ta nói rằng là người ta sẽ gửi ra những cái ngày sau đây, ngày 3 tháng 2, 18 tháng 2. Xong rồi người ta sẽ nghỉ, đợi tới tháng 3 mới gửi tiếp ha, ngày 3 tháng 3 và ngày 18 tháng 3. Đó, không biết là tháng 2 là người ta sẽ gửi tháng 2 hay là tháng tháng 3 người ta sẽ gửi tháng 2 luôn, nhưng mà đại khái bây giờ ngày sớm nhất là ngày 3 tháng 2 và cái ngày tiếp theo là 18 tháng 2. Nếu như mà không có nữa thì mình đợi nữa quý vị ha. Rồi bây giờ tiểu bang tiếp theo là Pennsylvania. Pennsylvania sẽ gửi ra những cái ngày sau đây: 15 tháng 2, 16, 17, 18, 19 tháng 2. Rồi tiếp theo là 23, 24, 25, 26 tháng 2 và cái ngày 1 của tháng 3, và sau đó nếu như mà còn thiếu sót nữa thì người ta sẽ gửi vào ngày 8 tháng 4. Người ta chia ra rải đều ra những ngày như vậy. Wow, Pennsylvania có 1 triệu gia đình xin cái chương trình SNAP, và mỗi tháng như vậy cái tiền thực phẩm khẩn này là 165 triệu. Wow, nhiều quá quý vị ha. Texas nè. Wow, Texas còn nhiều dữ nữa. 232 triệu 829.083 đồng mỗi tháng cho cái chương trình tiền thực phẩm khẩn đó quý vị, tiền thực phẩm khẩn thôi á. Đó, chưa tính cái tiền SNAP nha. Rồi Texas thì cái lịch gửi của họ là gửi ra vào ngày 2 đến ngày 8. Như vậy thì hôm nay ngày 7 rồi, Texas thì người ta cũng gửi ra rồi đó quý vị. Ngày mai có thể là ngày cuối cùng người ta gửi ra. Đó, rồi bây giờ Ngọc sẽ kết thúc cái video này ở đây. Chúc quý vị sức khỏe và cầu mong mọi sự bình an quý vị ha. Ngày hôm nay thì con gái Ngọc có một cái cuộc điện thoại từ trường gọi về, nói rằng là nó ngồi gần với cái bạn bị nhiễm Covid, và cái bạn này là chích 2 mũi rồi quý vị. Bạn này thì cũng thân, vậy mà cũng bị Covid, và tại vì chích hai con của Ngọc cũng chích 2 mũi rồi, fully vaccinated rồi, cho nên là trường sẽ cho cái sự lựa chọn là có thể là tiếp tục đi học bình thường, nếu như có triệu chứng thì nghỉ nhà, không có triệu chứng thì cứ đi học bình thường, hoặc là mình sẽ cho con mình nghỉ ở nhà. Ngọc để cho nó đi học bình thường, trừ khi nó có triệu chứng á, thì Ngọc cho nó ở nhà. Thì Ngọc cũng hy vọng mọi sự tốt đẹp cho các bạn ở trong lớp. Cho nên là sức khỏe là quan trọng nhất, không quý vị ha.